Hey, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Đục Sơn đây, và trong video này tôi chia sẻ với các bạn về cách mới nhất năm 2019 để làm sao đó mình có thể tạo được tài khoản Clickbank. Nếu như bạn đã từng không có thể tạo được tài khoản Clickbank tại Việt Nam, hay là bạn đã tạo ra tài khoản mà gặp vấn đề về trục trặc, thì cái video này sẽ chính xác nó dành cho bạn đây. Và trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, từng để cho bạn có thể tạo được một cái tài khoản Clickbank thành công nhất. Được chưa? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Thì trong cái video này thì Sơn sẽ hướng dẫn từng bước một. Đây, thì bây giờ Sơn sẽ mở cho các bạn thấy rằng chúng ta vào trang web là clickbank.com để chúng ta có thể bắt đầu được với giao diện của bên Clickbank. Sau đó chúng ta bấm vào Create Account. Sau đó thì khi mà chúng ta bấm vào giao diện đó rồi thì nó sẽ ra được cái phần để đăng ký tài khoản Clickbank ở chỗ này. Thì vừa nãy thì Sơn cũng đã đăng ký trước đó rồi. Ở đây nhé, đây là Sơn đang tạo ra một tài khoản mới hoàn toàn 100% để cho các bạn làm mẫu, cho các bạn nhìn theo được. Thì đây chúng ta có thể lựa chọn cái tiếng mặc định là tiếng Anh. Ok rồi. Sau đó thì chúng ta lựa chọn đây là cái khu vực quốc gia của chúng ta. Thì chúng ta hiện tại đang Việt Nam thì chúng ta chọn là Việt Nam. Đó, first name thì ở đây là mình sẽ hiểu rằng đó là cái tên tên riêng của mình. Đó, tên riêng của mình. Đó. Còn last name đó là họ 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 của mình. Street address đó là tên tên đường mà mình đang ở. Cái này mục này thì chúng ta có thể bỏ được cái này. Còn cái postcard code á, thì chúng ta có thể lên trên mạng chúng nó search, ví dụ là tại Hồ Chí Minh hiện tại đang là 700.000. Đó, ví dụ chúng ta đang ở tỉnh Khánh Hòa đi, chúng ta có thể lên trên mạng chúng nó search cái postcard code Khánh Hòa thì nó sẽ ra được cái con số này. Thì cái này thì Sơn không có chi tiết là hướng dẫn cho các bạn, để các bạn phải tự tìm kiếm trên Google search được kia nào. Sau đó là province. Province đây là cái tỉnh của mình đang sinh sống, ví dụ là Sơn ở Hồ Chí Minh thì Sơn đã chọn là cái tỉnh là Hồ Chí Minh. City là cái thành phố mình đang ở. Rồi, phone number là số điện thoại. Email address là cái điền vào email của chúng ta vào, chúng ta nên dùng Gmail. Thì sau đó chúng ta điền xong hết tất cả thông tin này rồi thì các bạn bấm vào phần Next Step ở đây. Và một trong những cái điều mà gần đây chúng ta không có tạo được cái tài khoản đó, thì khi mà chúng ta đăng ký tên á, thì chúng ta hãy để lại cái tên ở đây là cái tên pay pay year, name này là cái tên của chúng ta để chúng ta có thể nhận tiền khi mà thanh toán với cả ngân hàng để họ có thể đối chiếu được với mình. Sau đó cái bank name đấy á, thì tùy chọn, ví dụ là bạn có thể lựa chọn là Sơn ghi đây là Vietcombank, VCB là Vietcombank, là ngân hàng tại Việt Nam. Đó, thì ở đây là mình chọn là bank name country, banking country á, là Việt Nam luôn. Thì đảm bảo rằng á, là khi mà các bạn làm cách này chắc chắn là sẽ làm được, bởi vì Sơn đã giúp được cho rất nhiều người bạn đã từng mắc kẹt trong cái vấn đề là tạo cái tài khoản và không có thành công rồi. Thì ở đây là mình sẽ dùng qua cái cách này. Sau đó thì mình lựa chọn nên là chọn ngân hàng tại Việt Nam mà mình nơi mình đang sinh sống đây, thì cái khả năng ngay lập tức các bạn đăng ký là được ngay một luôn. Sau đó thì mình sẽ bấm vào phần là tôi đã đọc và đồng ý với cái điều kiện này ở đây. Thì bây giờ mình muốn đồng ý thì mình phải kéo xuống thì mình coi được hết tất cả các điều kiện của họ, sau đó mình kéo xuống hết đây. Sau đó thì mình sẽ check vào cái phần là I have read and agree to the term đó. Sau đó chúng ta bấm vào phần next step. Rồi thì họ sẽ hỏi mình là ở đây là cái traffic, cái đèn giao thông đó. Sau đó mình lựa chọn crosswalk. Ok, thưa các bạn, vậy là Sơn đã đăng ký thành công cái tài khoản trên Clickbank của mình rồi. Thì tiếp theo đây là cái bước cuối cùng thôi, là chúng ta sẽ lựa chọn là cái nickname, đây là cái tên đăng nhập, và cái password. Password là cái mật khẩu của chúng ta ở đây. Giả sử đi, ví dụ bây giờ Sơn sẽ lựa chọn cái tên của Sơn đó là Sơn Piat, và sau đó thì mình sẽ điền cái mật khẩu của mình vào. Đó, mật khẩu đây thì họ yêu cầu rất là kỹ này, đó là cần nó phải có hai ký tự đặc biệt, hai in hoa, hai chữ số thì nó mới được nha. Đây thì ví dụ như bây giờ là mình cần phải, ok vẫn chưa được luôn, hai in hoa, hai in thường, hai chữ số và hai cái dấu đặc biệt. Ok rồi, sau đó thì chúng ta sẽ khởi tạo tài khoản ở đây, create account. Vậy là chúng ta đã xong được một cái bước để chúng ta đăng ký được một cái tài khoản Clickbank thành công. Và ngay lập tức Sơn cũng đã hướng dẫn cho bạn đăng ký từ cái bước đầu tiên. Đấy, thì bây giờ là mình đã thử đăng nhập vào thử xem có được không chưa nhá. Đây, Sơn Piat. Và sau đó thì mình điền password vào đây. Rồi, xong. Thì đây là một cái phần cái khảo sát của họ. Rồi. Thì tài khoản này là ngay lập tức vừa nãy Sơn mới tạo ra, và các bạn có thể nhìn thấy được không nào? Đó, vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Đó, và hiện tại là chưa có sale.
chưa có bán được đơn hàng nào hết. Rồi thì quay lại một vài cái mẹo đây là cái cách làm sao đó chúng ta có thể tạo được tài khoản Clickbank ngay cả khi nếu như bây giờ chúng ta bị gặp cái vấn đề trục trặc đi thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào. Thì các bạn coi nó ở đây. Đây, lưu ý nếu như bây giờ mà mình đăng ký mà nó không thành công á thì cái điều đầu tiên á các bạn có thể sử dụng một cái thiết bị khác, ví dụ là bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng một cái máy tính khác để chúng ta có thể đăng ký Clickbank. Đó, hoặc là khi mà các bạn đăng ký thì các bạn nhớ là các bạn hãy reset cái wifi của mình đi và mình vào một cái trình duyệt khác, ví dụ là vừa nãy mình vào bằng Chrome rồi thì bây giờ các bạn vào bằng cốc cốc. Bên cạnh đó thì cái cách tốt hơn đó, bạn có thể sử dụng điện thoại 3G để bạn phát sóng wifi cho cái laptop của bạn để bạn tạo nó thì cái khả năng cao nó sẽ thành công hơn, bởi vì cái 3G nó sẽ có một cái mạng IP riêng đó. Và các bạn hãy nhớ là mình hãy sử dụng cái thông tin đăng nhập khác đi so với lần trước đó, thì nó sẽ làm được thôi nha các bạn đó. Và Sơn thấy rằng một cái yếu tố rất đặc biệt đây là gần đây mà các bạn Sơn chỉ cho các bạn thôi là các bạn hãy thay đổi cái tên ngân hàng đi, cái quốc gia ngân hàng đi tại Việt Nam đi, thì cái khả năng tạo là 100%, giống như vừa nãy Sơn đã hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z cái bước để Sơn tạo ra một cái tài khoản Clickbank mới nhất năm 2019 là thành công 100% rồi đó. Ok, và gần đây thì trong thời gian tới thì Sơn sẽ tạo ra được một cái hành trình, và trong cái hành trình này thì Sơn sẽ cùng làm với các bạn và Sơn sẽ demo cho các bạn từ cái tài khoản mới 100% này của Sơn luôn, tên là Sơn PS đó, và Sơn sẽ đồng hành cùng các bạn, hướng dẫn các bạn từ cái việc là chọn ra một sản phẩm, sau đó chúng ta chọn ra một cái ngách thị trường đó, sau đó chúng ta chọn một cái sản phẩm có lãi, có lợi nhuận và có thể bán được hàng ở đây đó. Và tiếp theo là Sơn sẽ chỉ cho các bạn từng bước một là mình sử dụng cái traffic nào để mình có thể bán hàng trên Clickbank. Thì các bạn có chỉ hiểu đơn giản một việc á, Clickbank nó là một cái chợ và trên này nó có sản phẩm rồi, và cái việc của chúng ta đó là chúng ta làm thế nào đó chúng ta trở thành một cái người đi quảng bá cái sản phẩm cho Clickbank, không, và chúng ta đi tiếp thị cái sản phẩm đó bằng nhiều cái kênh khác nhau. Thì có rất nhiều người bạn nó hỏi Sơn rằng là anh Sơn ơi, bây giờ thì cái traffic nào thì để mình có quảng bá cho Clickbank là ok. Thì trong những video sắp tới thì Sơn sẽ cùng với các bạn đi từng bước một, từng bước một, từng bước một, thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao đó Sơn chọn cái ngách nào, chọn sản phẩm nào đó, để và mình lựa chọn cái traffic nào để mình có thể bán được trên cái Clickbank này thành công được, được chưa nào đó. Và hãy tiếp tục theo dõi những cái video của Sơn trong thời gian tới, và Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn để mình chinh phục được cái mốc đầu tiên, đó là cái mốc 500 đô một ngày đó. Hãy nhớ này, đây là cái mốc đầu tiên, đó là 500 đô một ngày doanh số. Đây ví dụ là cái mốc đây hiện tại mình đang là chưa có doanh số đúng không, thì là không đồng đấy. Thì bây giờ làm sao đó mình cán được cái mốc là 500 đô một ngày đó, và cái điều này nó dễ đạt được, nó các bạn nó hoàn toàn thể đạt được thôi. Và rất là nhiều người bạn của Sơn, rất là nhiều những người học viên, rất là nhiều những người mà Sơn đang học hỏi ở trên thế giới, thậm chí họ còn nhỏ tuổi hơn mình nữa, họ cũng thể làm được. Nên Sơn tin chắc rằng là người Việt Nam chúng ta thì chúng ta có được cái sự thông minh rồi, và chúng ta có được sự cần cù và chăm chỉ, thì cái việc là chúng ta đây là có một cái người định hướng đó. Thì các bạn có muốn Sơn sẽ là người định hướng và giúp đỡ cho các bạn để mình đạt được không nào? Và bên cạnh đó đó thì Sơn có một cái chương trình đây, thì Sơn sẽ tặng cho các bạn một cái khóa học kiếm được 100 đô à 1.000 đô đầu tiên từ Clickbank. Cái này là hoàn toàn miễn phí, và các bạn hãy đăng ký ở đường link ở phía dưới mô tả của video này, và Sơn sẽ gửi cho các bạn qua email đó, và sẽ gửi cho các bạn nó tuần tự từng email một để các bạn có thể biết được rằng cái bắt đầu cái cơ bản nó như thế nào, và các bạn chỉ cần nó làm theo đều đặn thì chúng ta sẽ tạo được cái sự thành công. Và bên cạnh đó thì chúng ta kết hợp, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những video ở trên kênh YouTube của Sơn đó, để Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình có thể bắt đầu được với nó. Và chúc các bạn sẽ tạo được một cái tài khoản Clickbank thành công mới nhất năm 2019 này, để chúng ta có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới kiếm tiền trên Clickbank ngồi tại Việt Nam thôi, và chúng ta có thể kiếm được tiền online tại nhà, chúng ta có thể kiếm được tiền lấy tiền đô ở bên nước ngoài về tại Việt Nam, và chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đây. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này tới đây. Nếu như bạn đã theo dõi tới đây rồi thì bạn có thể comment phía bên dưới một điều gì đó, ví dụ là hãy là tôi tham gia hành trình 500 đô một ngày cùng Sơn đi chẳng hạn đó, để Sơn biết được rằng các bạn đã coi cái video này tới đây rồi. Hãy nhớ comment phía bên dưới video này là tôi tham gia hành trình kiếm 500 đô một ngày cùng với cả Nguyễn Tùng Sơn, ok chưa nào đó. Hãy nhớ like video này để ủng hộ tôi, và đừng quên bấm một nút đăng ký subscribe kênh YouTube và để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, và xin chào các bạn, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.